Rồi, xin các bạn ha, thì lại là mình đây. Thì hôm nay trong một video hoàn toàn mới thì mình sẽ tiếp tục cái chuỗi series hướng dẫn với các bạn về những dạng câu hỏi của đề thi TOEIC Part 5. Và dĩ nhiên nếu bạn nào mà chưa coi cái dạng câu hỏi đầu tiên trong chuỗi series này của mình á thì các bạn vào đây coi lại nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục dạng câu hỏi số 2 trong chuỗi series hướng dẫn các bạn về Part 5. Thì dạng câu hỏi số 2 là gì? Không nói nhiều nữa, vô luôn. Thì dạng câu hỏi số 1 bữa trước mình nói đó là dạng biến thể của từ loại. Và dạng câu hỏi số 2 trong ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn đó là dạng câu hỏi về biến thể của đại từ. Đây là một dạng câu hỏi cực kỳ đặc thù trong bài thi TOEIC Part 5. Kể cả format mới hay là format cũ của đề thi TOEIC đều ra dạng này rất nhiều. Và biến thể của đại từ là gì? Đầu tiên mình sẽ đi vào đặc điểm nhận dạng. Đặc điểm nhận dạng tức là làm sao nhìn vô một cái câu hỏi của Part 5 các bạn có thể biết được đây chính là dạng câu hỏi biến thể của đại từ. Thì đơn giản lắm, các bạn chỉ cần nhìn vô câu hỏi Part 5 và các bạn nhìn bốn đáp án. Nếu bốn đáp án đó là biến thể của cùng một đại từ giống nhau thì đây chắc chắn là dạng biến thể của đại từ rồi. Nhưng mà mình nói như vậy thì chắc anh em nghe xong cũng ứ hiểu gì không hình dung được, đúng không? Bởi vậy thì mình sẽ ví dụ để các bạn dễ hiểu. Đây là những cái đại từ trong đề thi TOEIC. Các bạn lưu ý, đại từ là một từ loại trong tiếng Anh. Và đại từ nó rất đặc biệt ở một chỗ là nó có thể đóng rất nhiều vai trò trong câu. Nó có thể đóng vai trò là chủ ngữ, subject, hoặc là tân ngữ, hoặc là tính từ, hoặc là đại từ sở hữu, hoặc là đại từ phản thân đều được luôn. Và đại từ các bạn nhớ nó là những từ cực kỳ quen thuộc mà mình gặp đó, như là I, you, he, she. Và nó sẽ có những biến thể khác nhau tùy thuộc vào từng đại từ nhất định. Và thường trong bài thi TOEIC Part 5 thì bốn đáp án nếu nó thuộc dạng bài này thì bốn đáp án sẽ nằm chung một hàng. Ở đây mình sẽ đưa một cái câu ví dụ để các bạn dễ hình dung. Thì các bạn nhìn câu 101 này, các bạn thấy bốn đáp án nhìn vô nó đều là biến thể của chủ ngữ, ở lộn, biến thể của đại từ you hay không. Và you, your, yours và yourself tất cả đều là biến thể của đại từ you. Bởi vậy thì nếu các bạn thấy bốn đáp án như thế này thì chắc chắn nó thuộc dạng biến thể của đại từ rồi, khỏi cần nói nhiều. Và nếu bạn nào là những người đi thi TOEIC chuyên nghiệp thì các bạn sẽ thấy trong đề thi Part 5 của format đề thi hiện tại á thì 30 câu Part 5 nó sẽ chiếm khoảng từ 2 tới 3 câu thuộc dạng bài này. Và đó là đặc điểm nhận dạng. Tuy nhiên đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là làm cách nào để chúng ta có thể ra được đáp án trong dạng bài này. Và cách làm thì cực kỳ đơn giản thôi, nó cũng na ná với dạng bài 1. Tức là khi làm cái dạng biến thể của đại từ thì thứ nhất các bạn phải phân tích chức năng của bốn cái đại từ trong câu. Sau đó các bạn phân tích đề bài, sau đó các bạn lụi đáp án đúng là xong. Nói chung là như vậy. Nhưng mà mình nói như thế thì nghe nó easy quá. Bởi vậy nhiều bạn sẽ thắc mắc cách làm như thế nào. Thì bởi vậy ở đây mình sẽ ví dụ trên chính cái bài này. Thì đầu tiên các bạn vẫn nhìn vào bốn đáp án. Nhớ nha, khi làm bài Part 5, đầu tiên đừng nhìn vào cái đề mà hãy nhìn vào bốn đáp án. Bởi vì bốn đáp án A, B, C, D cũng là một phần của đề bài. Nó sẽ cho các bạn biết đây là dạng bài gì. Và hồi nãy mình phân tích rồi, bốn đáp án là biến thể của đại từ you, suy ra đây là biến thể của đại từ. Và các bạn sẽ phân loại dựa vào chức năng của nó. You là subject, còn câu B là tính từ, câu C là đại từ sở hữu, còn câu D là đại từ phản thân. Để phân tích được như thế này thì các bạn bắt buộc phải học thuộc cái bảng mà hồi nãy mình đã show thì các bạn mới phân loại được chức năng của nó như thế này nha. Và ở đây sau khi phân loại xong, các bạn nhìn vào đề. Và đối với dạng biến thể của đại từ, không cần dịch cái đề mà các bạn chỉ cần nhìn đằng trước, đằng sau khoảng trống và phân tích nó ra. Of, cái từ of ở đây là một giới từ, còn televisions ở đằng sau là danh từ, đúng không? Thì cho mình hỏi ở giữa giới từ và danh từ các bạn sẽ dùng từ loại gì? Cực kỳ đơn giản. Đối với vị trí này, các bạn chỉ cần thuộc cho mình, nó sẽ dùng tính từ. Và đáp án ở đây các bạn phan cực lực vào câu B cho mình là chuẩn men mà thôi. Và ở đây các bạn nhớ kỹ cho mình á, là để làm được dạng bài biến thể của đại từ thì không phải lúc nào mình cũng phải dịch đâu, mà các bạn chỉ cần thuộc xem cái vị trí này mình cần điền từ loại nào trong bốn cái đại từ này là sẽ ra được đáp án. Ok rồi. Và dĩ nhiên để làm được dạng bài này thuần thục, các bạn nên thuộc cho mình càng nhiều vị trí càng tốt. Cái dạng này nó na ná như cái dạng biến thể của từ loại mà mình đã giới thiệu ở lần trước vậy. Và đáp án ở đây là câu B. Câu này không cần dịch cũng ra nha. Rồi, tuy nhiên đây chỉ là một bài tập ví dụ nhỏ nhỏ thôi, nên là nhiều bạn chắc cũng chưa hình dung được những cái vị trí khác của đại từ trong câu, đúng không? Bởi vậy ở đây mình sẽ cho các bạn làm thử một số bài tập và mình sẽ giải cho các bạn luôn. Và dĩ nhiên những bài tập mình cho các bạn ở đây đều là những dạng thuộc biến thể của đại từ.
để các bạn hình dung xem vị trí nào là hợp lý nhất. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ vào dạng đầu tiên. Đây là dạng bài ví dụ đầu tiên. Thì các bạn nhìn bốn đáp án trước như bình thường thôi. Bốn đáp án này đều giống nhau và nó là biến thể của đại từ đây. Câu này các bạn một lần nữa hãy phân loại chức năng ra, nhớ kỹ cho mình nha. Đại từ trong tiếng Anh rất đặc biệt ở một điểm là nó có thể đóng rất nhiều chức năng, có thể là tính từ, có thể là đại từ sở hữu, có thể là đại từ phản thân. Bởi vậy các bạn nên phân loại chức năng của nó ra. Thì câu A này là object, tức là tân ngữ đó. Câu B là tính từ, câu C là đại từ phản thân, đuôi self. Những cái đuôi self này thì 96,69% chúng nó đều là đại từ phản thân hết. Còn câu D này là danh đại từ sở hữu chứ. Câu D này là đại từ sở hữu nha. Thì câu này sau khi phân loại xong các bạn nhìn vào đề. Đằng trước khoảng trống á là động từ replace, đằng sau là danh từ equipment. Thì cho mình hỏi là ở giữa động từ và danh từ các bạn sẽ dùng từ loại gì? Thì cái vị trí này cực kỳ quen thuộc, nó sẽ dùng tính từ ở đây. Bởi vì các bạn nhớ kỹ cho mình, tính từ sẽ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đằng sau. Đó là một vị trí cực kỳ cơ bản mà thôi. Và đáp án ở đây các bạn chọn ngay cho mình là câu B. Đó. Thì nói chung thì cái vị trí này các bạn chắc chắn sẽ phải thuộc rất nhiều. Bởi vì đề thi hiện nay đây là vị trí phổ biến nhất của đại từ. Còn nếu bạn nào muốn tham khảo thêm những cái vị trí khác nữa thì các bạn, mình khuyên các bạn là nên giải thêm trong những bộ đề ETS. Nó sẽ cho các bạn biết nhiều vị trí khác của những đại từ. Và sẵn tiện mình nhắc các bạn luôn là nếu bạn nào muốn đặt mua những bộ giải chi tiết đề thi ETS của mình thì các bạn đừng quên hãy lên cái fanpage, đó là Anh Lê Bookstore hay còn gọi là nhà sách TOEIC đó. Trên cái fanpage đó mình có xuất bản rất nhiều những bài giải chi tiết liên quan tới tất cả những dạng bài part 5 mình giới thiệu trong ngày hôm nay. Bởi vậy các bạn nhớ lên đó và tìm cho mình bộ sách phù hợp nhất nha. Rồi bây giờ chuyển sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ tiếp theo, đây là biến thể của đại từ he, đúng không? Bốn đáp án các bạn nhìn nè. Và mình phân loại ra. Câu A là subject, câu B là object, còn câu C là do self, đại từ phản thân, câu D là tính từ. Thì câu này các bạn nhìn thấy khoảng trống nằm ở một vị trí rất đặc biệt, thấy không? Nó nằm ở cuối câu và đằng sau là có cái gì hết. Đằng trước là động từ have. Thì đằng trước là động từ và khoảng trống nằm ở cuối câu. Thì cho mình biết vị trí này các bạn sẽ dùng từ loại gì. Thì mình nói thật là vị trí này thì thường các bạn sẽ nghĩ ngay tới việc dùng đại từ phản thân, đúng không? Đại từ phản thân thường đứng ở cuối câu mà. Tuy nhiên nói một cách chính xác nhất á, thì vị trí này mình có thể dùng hai từ loại. Thứ nhất là object, thứ hai là đại từ phản thân. Và câu này thì các bạn có thể loại được A và D. Subject không bao giờ đứng ở cuối câu và tính từ thì cũng không thể đứng sau động từ thường được. Và câu này các bạn phân vân giữa B và C. Tới đây á thì để ra được đáp án cuối cùng thì chỉ còn một cách thôi. Khi mà một vị trí có thể dùng tới hai từ loại thì mình muốn biết được cái từ loại nào đúng nhất, mình phải dịch nghĩa các bạn. Và câu này á các bạn dịch nghĩa là gì? Người ta nói á là ông Adam này không thể hoàn thành cái báo cáo và anh ta sẽ rất biết ơn nếu có bất cứ ai tình nguyện giúp đỡ anh ta hay là giúp đỡ bản thân anh ta là hợp lý nhất. Thì đáp án ở đây chắc chắn phải là câu B. Tức là anh ta đang nhờ một người làm tình nguyện giúp anh ta hoàn thành cái báo cáo này, chứ không thể dịch là nhờ một ai đó giúp bản thân anh ta hoàn thành được. Các bạn hiểu không? Đáp án phải là câu B hợp lý nhất. Rồi, chuyển sang câu 1 tiếp theo. Câu này thì bốn đáp án vẫn là biến thể của đại từ. Cụ thể nó là biến thể của đại từ là we á. We là chúng ta. Thì câu này các bạn phân loại ra thôi. Câu A là object, câu B là subject, còn câu C là tính từ, câu D là đại từ phản thân, đuôi self. Và câu này khoảng trống nằm ở đây. Đằng trước nó là dấu phẩy. Các bạn lưu ý đằng trước là dấu phẩy thì mình không cần quan tâm. Nó đã không còn liên quan tới vế đằng trước nữa rồi. Các bạn quan tâm đằng sau là will need. Đây là một động từ ở dạng tương lai, đúng không? Có will. Thì cho mình hỏi là đứng trước verb thì các bạn dùng cái từ loại gì? Dùng cái từ loại nào ở đây? Thì các bạn nhớ công thức là subject cộng verb cộng object không? Đứng trước verb thì mình dùng chủ ngữ thôi. Câu này nếu bạn nào sai thì thật sự buồn các bạn. Đáp án ở đây phải là câu B, subject. Rồi. Chuyển sang câu ví dụ tiếp theo. Câu này thì sao? Bốn đáp án là biến thể của chủ ngữ she. Một lần nữa phân loại ra nha. Rồi. Bây giờ câu này nhìn cái đề, khoảng trống lại nằm ở cuối câu, rất căng các bạn. Thì đứng ở cuối câu và đằng trước không phải là động từ nữa rồi, mà là danh từ paperwork. Thì ở đây
đằng trước là danh từ, đằng sau là cuối câu rồi, thì mình sẽ dùng từ loại gì? Vị trí này các bạn có thể dùng cho mình chỉ một mà thôi, đại từ phản thân, nhớ nha. Và đáp án ở đây là câu D. Câu này thì các bạn có thể dịch nghĩa ra thế này. Người ta nói là trong lúc cái ông Core này đang đi nghỉ đó, thì cái người trợ lý của ông ta sẽ xử lý những cái công việc giấy tờ tự bản thân cô ấy. Tức là tự bản thân cô ấy sẽ xử lý những công việc giấy tờ này mà không có sự hỗ trợ của ông Core đó. Đáp án ở đây là câu D. Câu này thì nói chung là các bạn nhớ nha, khoảng trống ở cuối câu, đứng trước là danh từ thì mình sẽ dùng đại từ phản thân ở đây. Rồi, chuyển sang... Rồi, đó là toàn bộ những cái ví dụ mình giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Và dĩ nhiên tất cả những ví dụ này đều thuộc dạng biến thể của đại từ. Đây là dạng bài không quá phổ biến đâu, nó chỉ có khoảng 3 câu trong part 5 mà thôi. Tuy nhiên chắc chắn đề nào cũng sẽ ra dạng bài này. Các bạn biết được cách làm thì sẽ xử lý nó rất là dễ mà thôi. Và dĩ nhiên nếu bạn nào thấy video này hay, đừng quên like, share và subscribe cái channel của mình. Và nhớ hãy lên cái fanpage Anh Lê Bookstore hay còn gọi là Nhà Sách 2X để đặt mua những cái bộ giải chi tiết mà mình cập nhật những dạng bài trong đề thi part 5 nha. Rồi, bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại anh em vào lần sau. Bye.